Đường nè. Xin chào các bạn, hôm nay tới vườn nhà má chồng mình hái một ít cà chua nè, rồi quay những rau quả mùa thu cho các bạn xem nha. Mùa thu thì bây giờ cũng hơi tàn úa rồi, nhưng mà mình quay cho các bạn xem nó như thế nào nha. Mình kìa. Đó. Em của má mình đó đang hái cà chua nè các bạn. Coi táo nè. Rồi má mình lượm để vô đây để làm phân đó các bạn. Đó, táo rụng rất nhiều. Đây. Cà chua gì mình hái nè. Mùa thu các bạn thấy nè. Cây lá nó tàn úa. Quay mặt gì ra đây nha, quay tay thôi. Quay gì cho mấy đứa con gì nó xem. Đó, cà chua nhỏ nhỏ nè. Đó. Cây mà nó tàn như thế này thì trái lại chín các bạn. Đi cứ vô đi, quay mấy cây bầu nó màu khỏi nó đang muốn ra đó, dàn bầu của má mình nè. Bầu bây giờ cũng chín nhiều, cũng lớn nhiều lắm. Wow. Đó. Đó các bạn ơi, dàn bầu của má mình bây giờ vẫn còn ra trái nè. Đây cái trái nè, trái này mới ra. Đó, còn non thiệt là non. Đó, mới ra thôi nhưng mà dài lắm các bạn, không biết quay làm sao cho các bạn thấy đây. Quay hướng này ha. Wow các bạn, trái bầu này mới ra nè. Trái này chắc khoảng 2 tuần không gì ha. 2 tuần đó ha. Cỡ 2 tuần đó các bạn, ra được trái bầu bự mà dài như thế này. Đó, nguyên cái dàn bầu ở trên nè. Quá chừng, nhưng mà bây giờ lại giảm ra trái rồi. Mùa thu mà, mùa thu là chuẩn bị cây lá sắp sửa, sắp xếp hành trang để đi ngủ đông đó các bạn. Đó, quá đã ha. Nhìn nè, đem vô ăn, cắn miếng nha. Chưa bao giờ ăn thử bầu sống nó như thế nào. Bữa nào ăn thử bầu sống nó làm sao ha, chắc dở lắm. Rồi, trái này á, trái này nè. Còn trái này là má mình làm giống nè các bạn. Má chồng mình để trái bầu nè. Mình khiêng không biết có nổi không nữa, để mình để cái máy quay phim xuống dưới này. Các bạn ơi, đây là trái bầu mà má mình để làm giống. Mấy bữa mình có quay một lần cho các bạn xem rồi đó. Bây giờ cái vỏ nó cứng hơn rồi đó ha. Đó, nó chắc nụi à. Nó cứng cáp lắm, nhìn nè. Đó. Phải bỏ vô trong cái chậu này, lót một chút xíu bông cải khô để cho cái trái này nó khỏi bị ảnh hưởng, cắm xuống đất nó khỏi bị hư đó các bạn. Để mình lấy ra cho các bạn xem ha. Lấy ra đi. Lấy ra. Wow, các bạn thấy chưa? Nhìn cái trái này. Đó, trái này làm giống mới sướng ha. Ha. Nhìn cái trái ấy đã chưa? Đó, các bạn thấy nhìn cái trái bầu nè, thấy đã chưa? Trái này làm giống á, nhiều hạt lắm á. Sang năm tha hồ mà lấy hạt ha. Đó, của má mình chứ không phải của mình nha. Không biết để có lấy được hạt không nữa. Nhìn cái trái nè. Mình quay bao giờ nó mới tới ở trên. Đó. Trái này để mình đo mấy gang ha. Hả? Một gang, hai gang, ba, bốn, năm, sáu. Sáu gang các bạn ơi. Sáu gang với một tí nữa cho sáu gang đi. Sáu gang tay, dài quá chừng. Đó. Bây giờ cái trái nó nặng lắm các bạn ơi. Đó, không biết mình cầm như vậy nó có dễ bị rớt ra không nữa. Trái này chắc khoảng hơn 10 kg, ở trong này chắc cả mấy trăm hột á các bạn ơi. Đó. Đã chưa? Từ trên cao xuống dưới tới này. Wow. Ôm hò vậy cũng được nữa, thích quá các bạn ơi. Đã thì là đã. Hùng cái. Cắn cái ha. Tiếc quá. Đã quá. Thôi, bỏ vô. Cho vô nồi lại ha. À, cho vô lại cái rọ rồi. Chứ mà thôi nó cắm xuống đất nó hư hết trơn cái trái bầu này. Mình cho vô lại rồi ha. Để y cũ. Ok. Xong. Quay xong trái bầu rồi. Tiếp tục đi quay những thứ khác cho các bạn xem nha. Các bạn ơi, bây giờ mùa thu cây hoa cải ra bông ra hoa rất là nhiều. Nhìn hoa cải vàng cũng đẹp quá ha. Cái hoa thì không có mùi gì hết, nhưng mà các bạn thấy không, ong bướm gì nó bu nè.
thấy không? Quá chừng ong nó về nó hút mật. Đó, mình cũng không có thấy mùi thơm gì của hoa mà sao ong nó về nó bu quá chừng này các bạn ơi. Đó. Đây nữa nè, con nào con nấy cũng hút mật hết. Chắc dự trữ cho mùa đông đấy ha. Quá chừng luôn. Vô đây sợ ong chết quá chừng các bạn. Đó. Nguyên cả vườn cải mấy bữa thì được thu ăn lá, còn bây giờ ăn trễ quá. Trời á, lạnh rồi nóng. Đó, nở hoa ra hoa nhiều lắm á. Rồi ra hạt giống luôn rồi nè. Đó. Hạt giống này ha. Đó, ra hột rồi, như vậy là mình thu được rồi đó. Đó, mình thích thì mình bóp, mình rải xuống đây nó cũng lên nữa, lên cải để mình ăn tiếp tục. Rất là nhiều ha. Ở dưới kia nó kèm nguyên dãy dưới kia luôn. Đó, rau kheo. Đó, đó, đó. Rồi, cây nho của má mình trồng nè. Sang năm á, sẽ ra nhiều trái nha. Đó, từ nãy giờ mình với dì mình hái nè các bạn. Được một mớ cà chua trong cái rổ này rồi, nhìn thương ha. Quá ngon luôn nha. Lắc lắc cho các bạn xem nè. Trái nó chắc lắm, mấy ngày nữa thì nó sẽ chín. Nó chín đỏ rồi nó mềm hơn chút xíu. Bây giờ thì nó chắc nụi, nó có chua nhiều hơn là ngọt đó các bạn. Trong này cũng có một số chín nè. Đây 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 đây. Đây. Trái này ok. Trong này nữa. Wow. Mấy trái nhìn thấy cưng ha. Hái luôn. Đó, tiếp tục. Hái tiếp, hái tiếp. Trời ấm áp á, ra hái cà chua đã lắm các bạn. Có chút xíu ánh nắng này các bạn thấy không? Đó, ngày hôm qua thì trời mưa tầm tã cho nên đâu có hái được. Ở dưới này làm sao mình lội vô trong này ha. Kiếm đường lội vô trong này. Này hái. Đây nè, chín cũng nhiều quá các bạn. Chùm nào chùm nấy thiệt là đã ha. Không biết có chín kịp. Cuối tháng 11 là phải xong hết đó các bạn. Cuối tháng 11 là mấy cái cây này không còn sống được nữa. Lạnh quá. Đây nữa, đây nữa. Ngon quá. Cà chua của mình ở nhà cũng chưa hái nữa nè. Rớt rồi. Mới hái hình trái rớt đâu mất tiêu rồi. Giờ tìm không ra đâu. Wow. Đây nữa nè. Má mình trồng tốt quá chừng. Mắc kẹt vô trong này nè. Mớ cà chua ở trong này. Đó. Những cái này thì không được cột lên. Ha. Ở trong xa quá. Chín lai rai hái cũng thích tay các bạn. Coi cái cành này chín được mấy trái. Ok ha. Nè. Ngon chưa? Còn nữa không? Wow. Quá chừng. Đây nè. Cà chua này là ăn salad là hết sảy luôn các bạn. Trộn vô xong rồi mình cắn lên một cái là nó nổ trái cà chua ra tan ở trong miệng, thấy ăn ngon lắm á. Cà chua này thì đa số người ta nấu súp rồi ăn với salad trộn đó. Nhiều quá mà. Nhiều quá không biết. Ở dưới này cũng có một mớ chín mà. Nhiều quá giờ làm sao mình dỡ cái cành này lên được. Wow, các bạn thấy trái không? Nhóp trái luôn. Biết như vậy sao mà hái cho hết mà có kịp chín để hái không mà. Ở đây nữa nè. Ở dưới này. Xem có trái chín gì dưới này. Wow, ở trong này có cái trái chín đỏ nè. Trái này. Trái này ngon ha. Đỏ tươi như vậy hái mới đẹp nè. Đó. Còn nữa không? Ok. Đây nè. Wow, nguyên cái chùm này các bạn em. Wow, ở trong xa kia kìa. Xa kia. Ở trong một cái góc kìa các bạn thấy không? Tối thui luôn nhưng mà có một
chùm chín nè. Nhìn thiệt là hấp dẫn ha. Nó chín hết mình ngắt luôn cho nó khỏe. Còn cái trái nhỏ nhỏ thì cứ hái từ từ thôi. Đó, các bạn thấy những trái cà chua quá là xinh ha. Đó, trồng cà chua hái cũng thiệt là thích tay ha. Quá chừng. Mùa này mình hái mình cầm vô trái cà chua nó thiệt là lạnh các bạn. Lạnh lắm á, tay mình nó cũng lạnh theo luôn. Đó, được một mớ rồi. Trộm qua bên này bỏ nè. Nhìn cái rổ cà chua nằm ở đây thấy thương chưa nè. Đã ha. Wow. Nhìn tươi thiệt là tươi nè. Vô nấu canh chua ăn ha. Cà chua như vậy nấu canh chua hết sảy đó. Đây các bạn. Chùm này quá chừng nhành, ra nhiều trái. Mình lật lên mình quay cho các bạn xem. Đó. Hái từ từ thôi. Đụng nhẹ nhẹ chứ không thôi mấy cái trái này nó dễ rớt lắm các bạn. Bây giờ cứ trời nóng rồi trời lạnh, cái mấy cái cành cà chua nó cũng giòn, nó không có còn dẻo dai giống như mùa hè nữa. Đó, đụng cái là nó gãy, nó cái rộp rộp liền. Ở trong này, wow, ở trong này có trái nè, mà xa quá. Để mình cắt cái này cái đây, tay không thể cầm hết được. Đó, để qua đây cho nó. Nè, có nguyên cái chùm đỏ ở dưới này nè. Nứt rồi đây nè. Thấy không? Lạnh là nó nứt giống vậy đó. Đó. Nhìn cái chùm của nó này các bạn. Mình dỡ lên y chang như chùm nho ha. Quá đã nè. Ơi, hái xong được một mớ cà chua rồi nè. Nhìn đã chưa? Đó, vô nhà làm gì ăn ha. Cái này nhà mình má mình hái nhiều lắm á. Chút xíu nữa mình vô mình quay ở sau nhà má mình cho các bạn xem những cái rổ cà chua má mình hái để sẵn á. Thôi, đi một vòng nữa coi có cái gì quay cho các bạn xem ha. Quay rồi. Nhìn cà chua nè, trái đã chưa các bạn? Đó, từng nhánh xong trái nó dính chặt vô xong nó đổ từ trên đổ xuống nè. Trái nào trái nấy thiệt là đã bự nè. Nè, cái trái này bự chưa? Wow. Bự gần bằng trái bự luôn đó các bạn. Chứ bự nhỏ thôi chứ không phải bự bự nha. Loại bự mini đó. Ở trong này cũng có mấy trái chín. Hái đi ha. Vô nhà đem thêm cái rổ để xuống dưới kia hái trái mâm xôi, thấy ở dưới dọc đường mâm xôi mọc hoang vẫn còn đó, mình xuống mình hái. Mới thấy trái bự bự đâu đây mà. Đây, trong này nè. Nhiều ha. Đi một vòng là có cà chua ăn rồi nè. Ngày nào cũng phải ra hái các bạn. Mùa này là mùa mình phải tranh thủ hái giùm thôi. Trái này ok luôn. Sắp chín rồi, hái vô để mấy ngày chín chứ để đây là nó mưa nó nứt, nó hư hết. Rồi, ở bên này là có một cây trà nè các bạn. Đó. Cây trà của má mình trồng nè, cây chè xanh đó. Bây giờ ra hoa nè, ý bữa nữa nó ra hạt mình hái hạt nha. Đã chưa? Mau lớn ha, năm ngoái lùng có chút xíu rồi, năm này lớn dễ sợ ha. Đó, hái lá uống hàng ngày đó các bạn. Má mình trồng cũng nhiều trà lắm đó. Bên kia kìa, nguyên một dãy trà luôn mà cái có cái cây này là nó mau lớn nhất. Ra bông, ra lá. Chè xanh ha, hái uống ngon lắm á. Cái gốc đó mình xem cái gốc nó bự chưa. Wow, cái gốc nó cũng bự rồi nè. Chắc mình cũng mua mấy cây trà về nhà trồng nha. Cũng lo thân mình thôi chứ lo ai đó. À, các bạn thấy trái bí này nè. Trái bí này không phải nhà má mình trồng, ai cho má mình đó các bạn. Nhìn cái trái bí thấy đã chưa? Không biết mình ôm có được không? Ôm có nổi không? Đó. Bí thấy đã chưa? Trái bí này hầm lên ăn các bạn. Đã. Ở Mỹ thì nhiều loại bí khác nhau lắm các bạn. Mình không biết cái bí này tên gì nữa.
trái bí ngồi đó các bạn. Bí ngồi màu xám, nó lớn lên nó như vậy đây. Trái bí đó cũng bự hết trơn. Rồi còn nhiều loại bí khác ở đây nữa nè. Đó. Đó, ai cho má mình á, bạn của má mình cho sao đó. Đây, có một trái bí, bí này là bí đỏ nè. Đó, giới thiệu từng. Đó, các bạn thấy không, cà chua này là hồi nãy mình với dì mình hái nè. Đó, nó chưa có chín hẳn. Đó, cái này là hái ngày hôm qua hôm kia nè. Nhìn cái trái nó chín mà đỏ, tươi thì là tươi ha. Nhìn thấy ngon thiệt á. Rồi đây cà chua bự má mình trồng nè. Trái nào trái nấy thiệt là tròn, là bự. Wow, cái trái này ngộ chưa. Đó, nhìn cái này nó giống y cái lỗ mũi ha. Lỗ mũi của chú hề đó. Nhìn dễ thương. Trái cà chua ngộ hết sức ha. Quá chừng đã luôn đó. Trái nào trái nấy cũng bự hết trơn. Tha hồ mà ăn, ăn đâu có hết. Ăn không hết thì làm sốt cà chua, tương cà chua để cất các bạn. Má mình hay say, má mình cất lắm. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác, mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.